À. Mà nó vẫn còn nên là vẫn phải dạy thôi. Ừ. Rất là hiếm. À, gần như các bạn đi lâm sàng bạn dạy gặp bệnh này đâu. À, cho nên là thường thi lý thuyết ít, rất là ít cho đề thi và cái bệnh này. Cho nên là các bạn bữa nay các bạn ngồi nghe các bạn nhớ những điểm chính thôi. Nếu mà có thi thì cũng, anh nghĩ cũng cho những chỗ đó thôi. À, nếu mà các bạn học bài kịp thì các bạn chỉ cần đọc lướt sơ qua cái bệnh này, đọc lại những cái điểm chính mà anh nói cho các bạn là được rồi. Hoặc là các bạn bỏ nó luôn cũng được, thì cái bệnh này gần như trên lâm sàng các bạn không có gặp, nhưng mà tại vì nó còn nên nó phải dạy thôi, giống như bạch hầu vậy. Thì bệnh dịch hạch thì đây là một bệnh mà viêm hạch mà cái dịch, các bạn nhìn thấy trên cái hình cái cục hạch cái bẹn của bệnh nhân là cái đùi bẹn đó, nó sưng to lên, sưng nóng đỏ đau lên, tức là cái hạch của bệnh nhân bị viêm lên, sưng to lên gọi là viêm hạch, mà gây dịch thì gọi là dịch hạch. Dịch hạch. Cái bệnh này nó có thêm một cái hình nữa là cái con này là cái con bọ chét, đây là trung gian truyền bệnh của bệnh này. Bệnh này lây từ động vật sang con người. Đó, thì tôi dạy cho các bạn 5 bài thì có một bài là bệnh lây từ động vật sang người là bài này. Còn ví dụ như thầy Hành dạy các bạn có thì có thêm một số bài ví dụ như là leptospira chẳng hạn, là sốt VMO chẳng hạn, là những bệnh lây từ động vật sang người. Thì nhớ những bài nào mà lấy từ động vật sang người các bạn nhớ làm ơn học riêng giùm để không bị lộn khi bị thì đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính rất nguy hiểm, dịch hạch một bệnh truyền nhiễm cấp tính cực kỳ nguy hiểm. Tại sao nó nguy hiểm? Thì vì tỷ lệ tử vong rất là cao, ngay cả cái nước phát triển nếu mà vô đúng là cái thể bệnh nặng như là dịch hạch thể phổi thì nó chết 40%, gần 50, tức là chết gần nửa rồi. À, tác nhân là do vi khuẩn, bệnh lây từ động vật sang người ha, dễ gây dịch, tỷ lệ tử vong cao. Thì trên lịch sử thì nó có tới ba trận đại dịch dịch hạch. Đợt trận đại dịch thứ nhất là vào năm 540 sau công nguyên, khởi phát từ Ai Cập. Trận đại dịch thứ hai là ở châu Âu, trận đại dịch thứ ba là ở châu Á, một cái là ở châu Phi, cái châu Âu, cái châu Á, và đặc biệt là ở trận đại dịch thứ hai ở châu Âu đó, là nó càn quét giết chết 25 triệu người, là khoảng 1/3 dân số châu Âu bây giờ. Thì nó có đặt tên cho cái bệnh này gọi là cá chết đen luôn, gây chết kinh khủng 25 triệu người. Tại giờ Covid của mình tỷ lệ mắc là khoảng gần 170 triệu, nhưng mà tỷ lệ chết có khoảng 3 triệu mấy thôi, chưa nhầm nhòi số bệnh này á, chưa đựng số lẻ nữa, chưa đựng số 5 triệu nữa. Đó. Thì bệnh này chết rất là dữ, tỷ lệ tử vong rất là cao nên ta gọi là cá chết đen, nằm trong top 10 dịch bệnh nguy hiểm nhất thế giới trong lịch sử thế giới. Thì ngày nay thì dịch hạch tỷ lệ bệnh nó còn rất ít, nó chỉ còn tập trung nhiều ở các cái vùng nhiệt đới như châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Và từ năm 99 đến 2009 thì WHO người ta báo cáo là có khoảng 24.000 ca bệnh tập trung nhiều ở châu Phi, chiếm tới 90% thôi. Còn các quốc gia khác thì rất là ít. Ở Việt Nam thì vào năm 1898 thì ca bệnh đầu tiên được ghi nhận ở Nha Trang. Ở Nha Trang. Thì sau đó thì nó cũng có khoảng một vài trận dịch nữa nhưng mà tỷ lệ mắc cũng không quá nhiều. Và những năm gần đây thì chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên. Còn ở các cái vùng khác thì nó gần như không thấy. Tập trung ở Tây Nguyên. Thì thống kê năm 2015 của Bộ Y tế thì dịch hạch không thấy cái nào hết. Dịch hạch số 23 không thấy cái nào hết, thống kê năm 2018 dịch hạch cũng không có cái nào luôn, không có cái nào luôn, tức là bệnh nó rất là ít, rất là hiếm, thì rải rác ở những vùng Tây Nguyên thôi nên người ta không có ghi nhận. Rồi tác nhân gây bệnh tên con vi khuẩn là Yersinia pestis, cái con này là do cái ông Jack Sang ông tìm ra vào năm 1894 tại Hồng Kông nên lấy cái tên ông đặt tên cho con vi khuẩn. Ở đây là con vi khuẩn thì cái ông Dược Sinh này là ông này rất nổi tiếng nè, ông này là hình như ông chết ở Đà Lạt, có mộ ở Đà Lạt, bạn nào đi Đà Lạt muốn nhớ ghé thắp nhang nhau nha. Ông này là phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên và ông là hiệu trưởng học y dược Hà Nội đầu tiên nha. Học đại học y Hà Nội là đại học đầu tiên, học y đầu tiên của Việt Nam mình, ông là hiệu trưởng đầu tiên luôn. Thì cái con dịch hạch này á, thì khi mà mình nhuộm ra mình soi thì nó là trực cầu khuẩn gram âm, trực cầu khuẩn gram âm,
tức là nó hình trực khoản là hình vừa hình que vừa hình cầu, nhưng mà cái hình chính của nó là cầu hình que, thấy không, cái hình hình que này trực khoản năm âm nó mới là đúng, nhưng mà một số trường hợp nó bị gãy ra cái nó nhìn giống hình cầu, nó gọi là trực cầu khoản, nhưng mà hình chính nó là hình que, và nó có cái hình giống như là hình cái kim tây dùng ra bắt màu đậm hay cực, giống như cái kim tây ấy, kim tây đây, kim tây đây nha. Cái kim này là thường mấy bà ngoài chợ nha, người ta mặc áo bà ba, người ta đeo cái bó tiền là ngay trong cái túi, người ta lấy cái kim này, người ta đóng cái áo vào lại nha. Gặp nhiều mấy bạn ngoài chợ thôi nha. Rồi đặc điểm dịch tễ học. À, bệnh này có nguồn bệnh là các loài gặm nhấm và chuột là chiếm hàng đầu. À, các loài gặm nhấm chuột là chiếm hàng đầu. Thì nó nhiễm trùng nó duy trì bằng việc lây truyền các loại với các loại gặm nhấm. À, thì dịch hạch ở người thường khởi phát sau dịch hạch ở chuột khoảng 1 đến 2 tuần. À, nguồn bệnh là chuột, tức là ngoài loài gặm nhấm là chính, chuột là trong số đó. Loài gặm nhấm nó có nhiều nha. À, chuột là hàng đầu. Ở trung gian truyền bệnh là con bọ chét, đây của nó là Xenospila pheopis, sống ký sinh trên chuột. Cái con này nó sống ký sinh trên chuột, nó hút máu con chuột, cái tình cờ nó vô mình là cái chuột tình cờ nó lây vô người mình và nó hút máu mình, thì nó sẽ truyền cái con vi khuẩn dịch hạch qua cho người mình gây bệnh. Cái con bọ trung gian truyền bệnh thứ hai là con rận người là Culex irritans, cái con này nó ít phổ biến hơn là con bọ chét. Thì đường lây là cái vết cắn của bọ chét và con rận người nó cắn mình, đây là đường lây chính. Cái đường lây thứ hai là đường hô hấp, là trường hợp bệnh nhân bị dịch hạch tại phổi thì có thể lây qua đường hô hấp. Ừ, chủ yếu là nhân viên y tế thôi. Cái đường lây thứ ba là mình tiếp xúc với máu mô động vật hoặc máu bệnh phẩm bị chứa vi khuẩn trong phòng thí nghiệm. À, tức là những nhân viên phòng thí nghiệm mà lấy máu mô của mấy con, mấy nhà nghiên cứu động vật, người ta lấy mấy loại gặm nhấm người ta đem về người ta làm nghiên cứu gì đó, thì người ta có thể bị nhiễm từ những máu mô đó. À, hoặc là ăn thịt động vật gặm nhấm mà chưa nấu chín, ví dụ như là ăn chuột mà mình ăn tái ăn sống hoặc là mấy con gặm nhấm khác thì mình cũng có thể bị lây bệnh. Thì ba cái đường còn lại thì là ba cái đường phụ thôi, không phải ba đường chính. Cái đường chính nhất là vết cắn của bọ chét. À, và cái bệnh dịch hạch này người ta có thể làm vũ khí sinh học được, à, dùng trong chiến tranh đó. À, bệnh thì gặp vào mùa khô và liên quan đến tập quán sinh sống của chuột. À, đây là con bọ chét, đây là con rận người. À, đây là một số cái vết, thì theo các bạn vết nào là vết cắn của bọ chét này, đây là vết số 1 này, vết số 2 này, vết số 3 này, vết này là vết số 4 này. À, rồi các bạn comment giùm tôi lại. À, comment giùm tôi. Rồi, vết số 1 là cái gì? Số 2 là cái gì? Số 3 là cái gì? Và số 4 là cái gì? À, rồi comment coi. Comment. Rồi giờ dễ nhất đi, vết số 2 là vết dễ nhất, là cái gì các bạn biết không? Số 2. Đây, số 2 là dễ nhất. Số 2 là gì? Số 2 là không ai comment hết, ngủ hết rồi. Thôi tôi nói luôn cho nhanh, vết số 2 là sốt mò, dễ ha, nhìn thấy nốt mò rõ rồi ha. Vết số 3 này là cái thằng này nó bong ra, cái thằng này đen này nè, nó bong ra nó thành thằng này, cũng là sốt mò. Vết số 4 cũng là sốt mò luôn. À, nó bị bong cái mày lên này ra. Còn vết này là vết bọ chét cắn này, này là số mỏ, này số mỏ, này số mỏ luôn này. Rồi, à, phần cơ chế bệnh sinh thì các bạn đọc sách nè, nó có thẳng qua lâm sàng luôn. À, dịch hạch thì nó có ba thể chính là thể hạch, thể nhiễm trùng huyết và thể phổi, và nó còn một số thể khác nữa. À,
Mình sẽ học các thể này. Thứ nhất là thể hạch, đây là thể chiếm tỷ lệ cao nhất ở Việt Nam mình, chiếm gần đa số luôn, 95 đến 97% luôn. Là thể hạch tức là bim hạch đó, là thời gian ủ bệnh là 26 ngày, tức là sau khi mình bị con bọ chét nó cắn mình đó, thì 2 đến 6 ngày sau mình sẽ có biểu hiện lâm sàng. Thì khi mà cái bọ chét nó cắn mình thì nó sẽ không nổi lên một cái bọng nước hoặc một cái mụn nổ hoặc một cái vết loét nào đó, giống nãy tôi cho các bạn xem đó. Thì vi khuẩn nó sẽ từ cái vết cắn đó, nó sẽ di chuyển theo các sạc huyết đến cái hạt khu vực gây viêm, đến hạt khu vực và gây viêm. Sau 2 đến 6 ngày thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện khởi phát, làm nhân sốt, lạnh run, đau cơ, nhức đầu ha. Rồi sốt bắt đầu tăng dần lên, tăng dần lên, sốt tăng lên, tăng lên, tăng lên. Rồi bắt đầu bệnh nhân sẽ thấy xuất hiện các biểu hiện của đau hạch khu vực, đau và nhạy cảm hạch khu vực, mà đặc biệt là những cái chỗ nào mà gần vết cắn bọ chét, ví dụ như là nó cắn ở vùng phần thân trên thì thường là hạch cổ hay nách, thì nó cắn ở phần dưới thì thường hạch bẹn, gọi là những hạch ngoại vi, ví dụ như hạch nách, hạch bẹn, hạch cổ, hạch thượng đòn. Là những cái hạch mà gọi là hạch ngoại vi mình có thể khám được. Hạch thì nó sẽ đau trước khi nó sưng, tức là cảm giác như nó cắn lên cổ như là đau ở cổ hoặc đau nách. Rồi sau đó nó sưng to lên và đau tăng dần lên, tăng dần lên. Và khi bệnh nhân sưng, nó sưng to là bệnh nhân sẽ đi vô viện nên khám bệnh. Nếu nó mình khám hạch bệnh nhân thì có sẽ có khám cái hạch đó, thì nó sẽ có sưng nóng đỏ đau. Sưng nóng đỏ đau, và khi mình ấn vô cái hạch bệnh nhân rất là đau, nhân phản ứng. Và nó giới hạn vận động của các cái cơ quan gần đó, ví dụ như là nách thì là làm cho cái tay mình vận động kém đi. Và hạch thì lúc đầu chắc, trường hợp mà nó bị lâu rồi thì nó có thể hóa mủ và nó mềm dần. Và khi mình khám thì ngoài cái sưng sưng nóng đỏ đau tức là bị viêm hạch ra, thì nó sẽ có biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc rất là rõ, mình nên sốt cao về mặt nhiễm trùng, môi khô lưỡi dơ đó, đờ đẫn nữa. Bởi bệnh nhiễm trùng, tức là đơn giản dịch hạch thể hạch là bệnh nhân bị viêm hạch, cái hạch bị viêm, có thể hạch nách, hạch cổ, hạch bẹn, cộng với bệnh nhân có biểu hiện sốt, nhiễm trùng, hội chứng nhiễm trùng nó rõ nha. Đây là viêm hạch, hạch sưng to là cổ này ha, đây là hạch nách này ha, đây là hạch cổ ha, đây là hạch hạch, hạch đùi, hạch bẹn ha, đây là hình kinh điển của mình nè. Thì thật ha, đây là cái thể chiếm đa số các trường hợp ở Việt Nam. Ở trường hợp mà bệnh nhân được điều trị thích hợp thì sẽ đáp ứng nhanh và hết sốt sau 2 đến 5 ngày. Trường hợp không điều trị thì bệnh nhân sẽ nhiễm trùng, nhiễm độc tăng dần lên, sốt bệnh nhân sốt lơ mơ kích thích ha, và bệnh nhân có thể dính đến rối loạn thị giác luôn. Trường hợp nặng có thể bị nhiễm trùng huyết, DAC và sốc suy suy đa cơ quan, bệnh nhân tử vong. Cái thể thứ hai là dịch nặng, dịch hạch thể nhiễm trùng huyết. Dịch hạch thể nhiễm trùng huyết là cái thể mà thường là thứ phát sau dịch hạch thể hạch, tức là đầu tiên bệnh nhân bị viêm hạch trước, và sau đó bệnh nhân bị suy các cơ quan dẫn đến gây ra nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, đó là cái thể hay gặp nhất. Nhưng mà vẫn có những trường hợp mà bệnh nhân nó cái vi khuẩn dịch hạch nó không có gây ra viêm hạch mà nó gây ra tất cả nhiễm trùng huyết luôn, gọi là nhiễm trùng huyết tiên phát do dịch hạch, tức là nó không có gây dịch viêm hạch mà nó gây thẳng vô luôn là nhiễm trùng huyết. Thì những cái thể này thì rất là hiếm gặp, tức là bệnh nhân không hoàn toàn không có sưng hạch, thì những cái thể này cực kỳ khó chẩn đoán. Và thường á, chỉ chẩn đoán được khi mà bệnh nhân cái máu ra dương tính rồi, thì còn khó mà mình nghĩ tới dịch hạch, thì tại vì bệnh nhân đâu có viêm hạch đâu mà nghĩ tới dịch hạch được. Thì biểu hiện lâm sàng của nhiễm trùng huyết tiên phát thì như thế nào? Thì có thể khởi phát, bệnh nhân cũng có sốt, cũng có bị nhiễm trùng, kèm theo bệnh nhân có những dấu hiệu như triệu chứng loạn tiêu hóa như ói, tiêu chảy ra bụng, thì mình dễ nhầm với nhiễm trùng tiêu hóa đó, nhiễm trùng á. Rồi kèm theo bệnh nhân có thể có hiện xuất huyết, chấm xuất huyết, bầm vết chích, hoặc là chảy máu từ tự nhiên từ vết tiêm chích, hoặc là thậm chí là hoại tử đầu chi luôn. Bệnh nhân có thể diễn tiến vô tụt huyết áp, sốc, suy đa cơ quan, thường hay chẩn đoán thường mấy ca này vô hay chẩn đoán là sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, hoặc là bệnh lý huyết học, phân biệt bệnh lý huyết học với xuất huyết này. Tức là mình nó hoàn toàn nó không có điển hình cho dịch hạch, tại vì nó đâu có viêm hạch đâu. Là bệnh nhân có thể vô siêu hấp cấp ARDS, tỷ lệ tử vong là 24%, ngay cả những lúc có điều kiện hồi sức tốt luôn, tức là tỷ lệ tử vong là 1/4 đó. Tức là bệnh nhân mà dịch hạch thể nhiễm trùng huyết tiên phát thì nó hoàn toàn không có rõ ràng của dịch hạch, trừ khi mình cho thường những cái này sẽ được cấy máu, thì nó nhiễm trùng huyết sẽ nhiễm trùng, nó sẽ cấy máu và dương tính với dịch hạch thôi.
kiểu đó mình mới biết là dịch hạch, chứ còn thực tế này nó không có rõ cho dịch hạch nha. Thì giới thiệu cho các bạn một số cái hình hoại tử đầu tiên đây. À, xuất huyết hoại tử đầu tiên, đây là hoại tử đầu tiên trong dịch hạch, đây là hoại tử nguyên bàn tay rồi nha, đây là loét nè, hoại tử rất là ghê gớm, nhìn vô này cũng đâu biết là dịch hạch. Rồi đó là thể dịch hạch, thể nhiễm trùng huyết tiên phát nè. Trường hợp mà nó bị viêm hạch xong rồi nó vô thể nhiễm trùng huyết thì đó mình chẩn đoán nó dễ dàng hơn, còn mà nó vô nó không có xương hạch, nó vô nhiễm trùng huyết tiên phát luôn thì sẽ khó chẩn đoán. À, cái thể thứ ba là dịch hạch thể phổi, thì đây là thể nguy hiểm nhất, thì cái này cũng thường thứ phát sau dịch hạch thể hạch, còn mà nhiễm trùng tiên phát thì cũng rất hiếm gặp, giống như nhiễm trùng huyết vậy đó. Thì thông thường là nó bị viêm hạch xong đó, nó gây viêm phổi thì mình dễ chẩn đoán, còn bây giờ nó gây vô viêm phổi tiên phát thì thực sự khó chẩn đoán vậy đó. Và cái bệnh này tỷ lệ tử vong còn cao hơn nhiễm trùng huyết, nó gây thành thể phổi tỷ lệ tử vong tới 4%, ngay cả những nước có điều kiện hồi sức tốt luôn. Trường hợp dịch hạch thể phổi tiên phát thì nó diễn tiến như thế nào? Thì lâm sàng khởi phát thì nó cũng sốt, kèm theo nó có giống dấu hiệu viêm phổi như là ho khạc đàm, mà thậm chí có thể ra ho ra máu giống như lao vậy đó, và nó dính đến bệnh nhân bị suy hấp khó thở. À, các biểu hiện suy hấp tăng dần lên, à, bệnh nhân có thể ho máu rồi suy tim phổi suy tuần hoàn luôn, đó là biểu hiện lâm sàng nó y chang như là viêm phổi thông thường vậy đó. À, rất là khó nếu mà trường hợp mà viêm phổi tiên phát thì nó biểu hiện viêm phổi tương đương các cái biểu hiện các cái bệnh viêm phổi thông thường hoặc hô hấp thì sự khó chẩn đoán, mình rất là khó chẩn đoán nó là dịch hạch, trừ khi mà nó bị viêm hạch, nó nội hạch, nó sưng hạch xong rồi nó gây viêm phổi, lúc đó mình dễ dàng nghĩ tới dịch hạch. Còn bây giờ nó bị viêm phổi thông thường thì vô sốt ho khạc đàm nọ thì thường hay nằm khoa hấp chứ không phải là nằm ở khoa truyền nhiễm. Bệnh nhân có thể sốt ho khạc đàm rồi bệnh nhân bị siêu hấp. Khi mà mình chụp X quang phổi lên thì mình có thể thấy là bệnh nhân tổn thương thùy phổi đông đặc, thì giống như là phế cầu vậy đó, tức là viêm phổi thùy đó, hoặc là bệnh nhân có thể hoại tử dịch tạo hang giống như là lao vậy đó. Giống như là lao đó, nên là nó không có định hình cho dịch hạch. Đây là X quang của viêm phổi, mình thấy đây là tổn thương nguyên thùy, nguyên cái phổi bên phải, bên trái là bắt đầu ở đáy nè. Rồi đây là viêm phổi nè, đây là viêm phổi bên trái nè. Rồi một số cái thể khác, ví dụ như thạch thể viêm màng não thì cái này hiếm gặp lắm. Cũng thường là thứ phát sau dịch hạch thể hạch hoặc thể nhiễm trùng huyết. Tức là nó bị viêm hạch xong rồi nó bị viêm màng não, thì giờ lấy bài viêm màng não mủ ra, cái này dịch hạch là vi khuẩn sinh mủ thì nó là viêm màng não mủ rồi, các bạn lấy viêm màng não mủ ra các bạn ấy vậy thôi. Thì biểu hiện lâm sàng của viêm màng não mủ là sốt nè, có hội chứng màng não là nhức đầu nó nổi táo bón, à, có dấu hiệu màng não là cổ cứng kịch nó chu kỳ, thậm chí có thể có rối loạn di giác. Thì để chẩn đoán được viêm màng não thì mình chỉ có chụp dịch tá tụy thôi. Chụp dịch tá tụy thì mình nó giống như là viêm não mủ vậy đó, là màu thì đục, tế bào tăng cao nơ trơ đa số, đường dạng đã tăng. Đó. Dịch hạch thể viêm họng thì biểu hiện lâm sàng nó giống như viêm họng cấp thôi, sốt nhức đầu đau họng, thậm chí một số trường hợp có thể sưng hạch cổ. Thì thông thường cái thể này thì thường nó nhẹ hơn, ít tỷ lệ tử vong ít hơn. Bây giờ để mà chẩn đoán thì mình phải lấy mẫu bệnh phẩm mình đem đi mình soi và cấy. Thì trong dịch hạch mình có thể lấy những mẫu bệnh phẩm sau đây. Bệnh phẩm thứ nhất là dịch chọc vào hạch, tại vì nó bị viêm hạch mà mình rút cái dịch tới đây, trường hợp mà nó có mủ thì mình rút lấy mủ ra, còn trường hợp mà nó chưa có mủ thì mình có thể xin thiết cái cục hạch đó, mình đi xin thiết hạch luôn, hoặc là mình rút cái dịch chọc vào hạch là người ta có làm có cái thủ thuật là người ta lấy cái bít tông người ta bơm một ít nước muối vô, người ta bơm vô trong cái ta rút ra, đó gọi là dịch chọc vào hạch. Trường hợp mà nó có áp xe thì dễ rồi, lấy dịch tới đây mình đem đi mình sao cấy luôn. Trường hợp mà nó có viêm màng não thì mình đi lấy dịch ở tụy. Trường hợp mà nó có viêm phổi thì mình lấy đàm thì bằng phổi, trường hợp mà có nhiễm trùng huyết thì mình lấy máu để mình cấy. Lấy máu là bắt buộc rồi phải nói ha. Những bệnh phẩm khác thì mình đem đi mình nhuộm thì mình sẽ thấy trực cầu khoảng 5 âm cái kim tây. Thì thông thường trên trên so thì cái gì mô tả thì mình là trực cầu khoảng 5 âm thôi, trực khoảng 5 âm thôi, chứ còn mà khó mà biết là nó là cái hình gì đó.
Rồi giờ mình chờ kết quả cấy, thì xoa dương thì mình cũng xác định nó là vi khuẩn rồi, thì mình chờ kết quả cấy. Cấy thì cũng là những mẫu bệnh phẩm vừa rồi. Vậy là cấy dương tính thì có thể dao động từ 27 đến 96% ở những bệnh thể hạch, những huyết. Tức là tỷ lệ cấy dương tính cũng cao, trường hợp mà mình chưa dùng kháng sinh đó, thì tỷ lệ cấy dương tính khá cao. Trường hợp mà có viêm màng não thì mình lấy dịch nó vậy mình làm xét nghiệm. Một số xét nghiệm khác như là công thức máu thì bạch cầu nó tăng, vì đây là vi khuẩn mà nó chơi đa số. Bạch cầu máu tăng càng cao thì bệnh càng nặng, tiểu cầu có thể giảm. X-quang thì nếu mình nó thâm nhiễm từng mạng hoặc đông đặc bọ tạo hang, thì nó xác định là cái máu dương hoặc là cái dịch chập giò dương, tức là cái dịch chập giò, cái dịch chập giò hạt, cái máu, cái dịch nó tụy, cái dịch cái đàm vân vân, đó là trình vàng. Còn trường hợp mà trên thực tế thì bệnh nhân sốt sinh hạch, tức là bị viêm hạch đó, có vết cắn của bọ chét, có tiếp xúc với người nghi mắc bệnh dịch hạch. Soi các mẫu bệnh phẩm thấy chỉ cần khoảng trăm âm hình trên tay là mình có thể chẩn đoán được. Sốt sinh hạch soi thấy chỉ cần khoảng trăm âm là ok, mình chẩn đoán là đặc biệt là có vết cắn của bọ chét. Điều trị thì khi mà mình chẩn đoán được thì mình điều trị, mà nguyên tắc điều trị là điều trị càng sớm càng tốt. Khi mà lâm sàng và dịch tễ nghi ngờ dịch hạch là mình phải trị liền chứ không có đợi, chờ xét nghiệm. Tại vì nếu mà mình xử trí muộn á, thì nó sẽ có nguy cơ dẫn đến thể dịch hạch, thể nhiễm trùng huyết hoặc dịch hạch thể phổi, thì nó sẽ có làm tăng tỷ lệ tử vong lên. Trường hợp mà dịch hạch thể hạch thì mình điều trị nó đáp ứng tốt hơn. Thì bệnh này thì dùng kháng sinh là chính, những vi khuẩn mà dùng kháng sinh. Các bạn chú ý là dịch hạch, nếu mà nghi ngờ dịch hạch thì không dùng penicillin, cefalosporin và macrolide, thì hạt ba thằng này nó không có tác dụng. Các bạn thấy thị trường trên lâm sàng mà nhiễm trùng người ta hay xài khởi động là bằng cefalosporin, ceftriaxone hay là ceftazidime với cefotaxime đó, các bạn thấy không? Tuy nhiên người ta hay xài cefotaxime, còn đi người lớn hay xài ceftriaxone đó. Tức là nếu mà nghi ngờ dịch hạch là không xài cefalosporin nha. Cefalosporin là không có tác động đến dịch hạch. Mình sẽ xài cái gì? Aminoglycosid nè, tetracycline, doxycycline, guaifenicol, cochin là những cái mà người ta xài được. Thì aminoglycosid là kháng sinh đánh năm âm đó, người ta hay dùng thằng này phối hợp với cefalosporin. Thứ ba là phối hợp hợp đồng đó, các bạn biết cái này ha. Phối hợp đồng là 1 cộng 1 bằng 10 chứ không phải là 1 cộng 1 bằng 2 nữa nha. Chấp chia tức là cefalosporin cộng với aminoglycosid là phối hợp đồng. Thì aminoglycosid người ta có thể xài streptomycin hoặc gentamicin. Thường trên lâm sàng ta hay xài Gantam đó, hoặc là ở qua bệnh nhiệt đới ta hay xài amikacin đó. Rồi những cái sinh thứ hai người ta có thể xài tetracycline. Tetracycline bây giờ ta không có xài nữa, tại vì cái thằng này nó dễ gây vàng răng. Những cái ca nào mà hay bị vàng răng thường do xài tetra đó. Doxy cũng được, rolampicol người ta không ít xài. Rolampicol là bây giờ người ta không xài nữa vì nó cũng có nhiều cochin. Doxycycline các bạn thấy nè, trường hợp bên sốt về mò nó có cái nốt mò thì mình xài doxycycline nhưng cũng sẽ hết sốt. Trường hợp là bên dịch hạch mà thấy cái nốt đó mình không biết nó là dịch hạch hay là sốt về mò thì mình quán doxy vô, thằng nào cũng chết hết, cả dịch hạch cũng chết mà sốt về mò cũng chết. Thế nên mà thấy cái nốt đó thì khuyến cáo nên xài doxy cho bệnh nhân, là quán được cả hai thằng là tốt nhất, nên là doxy là một trong những lựa chọn. Mà thấy nhớ mình thấy cái nốt nốt của cái con đó nó cắn mình á, thấy cái nốt đó rồi bây giờ mình không biết nó là sốt về mò hay là dịch hạch, thì mình đánh doxy là an toàn, đánh chết được hai thằng luôn nha. Thời gian điều trị là 70 ngày, thời gian kháng sinh đó, hoặc là ít nhất là 3 ngày sau khi nhìn thấy sốt, thì giờ không cần biết mấy ngày thì cứ 70 ngày đi cho dễ. Trường hợp mà có dùng làm vũ khí sinh học đó, thì mình có thể dùng một số kháng sinh sau để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, như là doxy, quinolone hoặc là gentamicin cũng được. Thường ta hay xài doxy hoặc quinolone nó dễ, gentamicin thì nó không có cái loại uống, có loại tính mạch thôi. Một số điều trị khác thì ví dụ bệnh nhân sốt thì cho hạ sốt. Trường hợp là bệnh nhân mà có cái cục hạch đó nó bị phá mủ thì mình có thể chọc tháo hạch ra. Thì nếu mà mình không có chọc tháo hạch ra thì nó sốt hoài, là bị nó còn áp xe hay đó, áp xe hạch mà nó sẽ sốt hoài, mình không có điều trị thuốc kháng sinh nó khó vô cái áp, cũng khó cục hạch đó lắm. Cho nên là nên nên chọc tháo mủ nếu như một cái cục hạch đó nó phá mủ. Trường hợp mà có suy hô hấp, suy tuần hoàn thì mình cứ hỗ trợ hấp hoặc là bù dịch hỗ trợ tuần hoàn thôi. Trường hợp mà bệnh nhân bị viêm phổi dịch hạch thì mình sẽ cách ly bệnh nhân. Dịch hạch tại phổi thì cách ly, tại vì nó có thể lây 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 qua đường hô hấp. Bây giờ dự phòng thì thằng bệnh nhân đó thì mình đã cách ly nó rồi, thì thông thường mình cách ly nó thì không sợ.
À, còn những người mà tiếp xúc gần á, tiếp xúc gần á, thì mình sẽ điều trị dự phòng. Còn vaccine á, thì mình cũng rất là hạn chế xài, thì vì nó không có nhiều cái tính khả thi, vì nó dễ bị dị ứng, mà thời gian tạo kháng thể nó cũng lâu và nó cũng không tác dụng được bảo vệ đối với thành phổi, nên là vaccine gần như người ta không có xài, và người ta xài chỉ dành cho những người mà thường xuyên tiếp xúc với máu mô bệnh phẩm của những động vật gặm nhấm, như những nhà nghiên cứu học và những nhân viên phòng thí nghiệm thôi. À, tức là vaccine có nhưng mà chỉ áp dụng cho những nhân viên phòng thí nghiệm và những người nghiên cứu trên động vật thôi. Ở trường hợp mà những người tiếp xúc gần á, thì mình có thể dùng kháng sinh dự phòng, ví dụ như là để dành cho những nhân viên phòng thí nghiệm, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, vân vân. Thì mình sẽ dùng kháng sinh dự phòng, thời gian điều trị là 5 ngày, có thể xài Quinolone, Doxy, Cochin cũng được. Thì thông thường trên lâm sàng ta hay xài Doxy với Cochin, hai cái thuốc mà dễ dễ mua nhé và rẻ, giá là rẻ. Như Doxycycline thì 500 đồng viên, 10 viên thì nó chỉ có tốn có 5 ngàn của bệnh nhân thôi, rất là rẻ. Doxycycline một vị nó có 5 đến 7 ngàn thôi. Thì thường mấy ca sốt mò tôi cho bệnh nhân mua thì đầu tiên là cách đây 3 4 năm tôi cho bệnh nhân mua có 100 ngàn một vị, bây giờ nó lên khoảng 7 8 ngàn một vị, 10 viên rất là rẻ. Ở một số biện pháp khác là mình tiếp xúc bệnh nhân thì mặc áo bảo vệ giống như Covid vậy đó, áo màu xanh xanh trắng trắng đó. Mình diệt côn trùng, diệt mấy cái con bọ chét này nọ thì để nó hạn chế lây lan. Mang găng và khẩu trang khi tiếp xúc bệnh nhân và diệt chuột. Diệt chuột là cái phương án mà diệt chuột tốt nhất là ăn thịt nó. Nhưng mà nếu ăn thịt thì ăn thịt chuột thì ta chỉ ăn thịt chuột đồng thôi, còn những cái loại khác thì đừng có ăn nha. Và nhớ là nấu chín lên. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Có ai hỏi gì không? Mình kết thúc rồi đó. Rồi, các bạn có ai hỏi gì không? Hồi nãy BS rồi ha, chứ là gì? Đề thi là thầy Hành cho. Thầy Hành có một cái bộ câu hỏi, ông sẽ cho, thì chung là bài của ông dạy ông sẽ cho nhiều hơn, nên các bạn ưu tiên học bài thầy Hành trước. Cái thứ hai là học những bài nào trên lâm sàng gặp nhiều, những bài nào hiếm gặp trên lâm sàng như là dịch hạch. Thì các bạn có thể để sau cũng được. Nhưng kịp không, dịch hạch được dạy đó, mấy cái bài đó ít gặp lắm, mình không thấy thì các bạn sau. Rồi, rồi chúc các bạn thi tốt nha. Còn vấn đề lâm sàng thì tạm thời chưa có thông báo gì hết, thì tạm thời nghỉ, chưa có thông báo.